Đây. Xin chào cô chú. Chị Ngọc Ba ạ, nay đến với Ngọc Ba. Ngọc Ba đang được quà nhiều quá. Cười. Nè, đang quà nhiều quá nè. Còn xong nữa. Xong hả? Ngày mới mặn nè. Gì hả? Rồi. Ê nè, giờ tới anh đó nè. Em có một chị ở bên nước ngoài á, chị cũng cho tiền chứ không giấu tên. Dạ. Chị giấu tên. Giống gì nữa. Bây giờ chở cho em là 2 thùng mì. Dạ. Nè. Dạ, cảm ơn anh. 2 thùng mì ha. Dạ. Với 2 bộ đồ, là thấy em thích mặc đồ. Dạ. Nè, gọi ngồi đi, ngồi đi. Để mở ra coi coi đẹp không? Thử ra coi nếu mà không vừa anh đổi lại. Mở ra thử coi. Nghe nói chị Ngọc Ba có đồ đẹp nữa. Ừ, có đồ đẹp nữa nè. Có máu mà lại thêm có đồ đẹp nữa. Đó, vừa không, vừa không. Chắc này hơi bự rồi. Quá rộng rồi. Rồi. Rộng lắm rồi. Nó rộng hả? Chị Ngọc Ba là rất nặng là C1 thôi. Số 1. Đây này số 1 nữa. Nó cũng mua số 1 nữa đó. Số 1 này rộng rồi. Ừ. Vậy là sao đổi lại hay là để mặc? Quần vừa không? À biết còn chắc còn nó hồi cậu quá bằng cực kỳ gồng đó lại ha. Rồi cái coi cái đầu kia. Dạ. Để đi nó cái gì nó đổi lại anh đổi lại cho. Dạ. Vậy là hơi rộng thấy cũng số 1 rồi ha. Số 1 này nó loại đồ cái kiểu nó khác á, kiểu nó khác á, rộng hơn. Mà cái màu này đẹp không chịu không? Màu nào cũng sáng hết trơn á. Cái áo này dở không? Dạ. Áo này chắc vừa. Áo này vừa nè. Ha. Nhưng mà hơi cũng rộng luôn. Rộng không? Thì nghe rộng. Đâu đưa cho mình đây, đưa cho mình đó coi. Chị đo vô thân chị coi. Rộng không? Rộng. Cái này thử không? Cần thử không? Rộng. Cái này rộng. Rộng hả? Rồi quần cỡ đó được không? Hay là quần cao thấp nữa kìa bên đây nè. Trời ơi, cái con quần đâu. Đo nữa coi, đo quần coi. Đo quần coi, vừa không? Hay cao thấp gì không? Đây nữa anh lại. Nó bự rồi. Quần bự luôn. Quần hơi lớn phải không? Chị là mua là phải size nhỏ nhất luôn. À, anh ăn nó mua số 1 nè. Nhỏ là chiếu à. Nhân sao hay quá trời, ta mua cái khích ghim ta. Mua màu xanh thôi chứ màu đỏ kia. Rồi. Nhỏ xíu à. Mua mình mở ra cho coi cái nó bự không. Hôm nay cũng mua cho chị Thơ đó mà mua vừa hết con. Đi hả? Ừ. Ba không thích. Nè. Đưa con cá. Nhìn nó này để đi anh đổi lại. Dạ. Dưới chị đưa anh là 700 mua đồ cho em với thằng mì và còn dư lại là 300 bằng từ 340. Nè. Dạ, cảm ơn anh. Nè, gửi lại cho em. Ừ. Em xài nha. Dạ. Ừ, hôm nay nhiều máu. Hôm nay vô ta, mấy ngày gì ngày vô ta. Vô mà chứ là đâu có ra đâu. Vô mừng, mừng vô, vô không đó. Gì ăn vô quá. Điểm rồi nhiều. Điểm rồi, giấy nó nhiều nè. Hai chỗ, ý là nặng trăng này 30. Ừ. 30. Điểm rồi đủ không? 3 nè. 4 nè. Mới chưa. 1 nè, 100. Dưới này 200 nè. 300. 300 mấy? Rồi đâu? Đúng chưa? 300 mấy mà. 330.000. 330.000. Dạ. Không chịu 330.000. Cộng cộng của chị anh Trò Tông nữa thì được 1.330.000. Được chưa? 30.000. 30.000. Dạ. Cảm ơn luôn. Đủ máu ha. Dạ. Chị còn thiếu máu nào không? Không. Đủ rồi, đủ rồi. Còn nếu, nếu còn thiếu nữa thì đi kiếm máu rồi. Thôi đủ rồi, đừng có nói gì thiếu. Coi chừng nha, bỏ vô trong cái đó lại nữa anh lấy về một cái nữa là gọi nha. Em không có để mài nữa chứ, không có để vô đâu. Em để ngoài chứ không để vô, trong cái vỏ của anh. Rồi em chế cho con. Vậy là màu đó chịu không? Chịu anh lấy màu đó đó, nhỏ hơn chút. Ừ, nhỏ hơn. Được không? Cái màu đó được không?
được. Màu nó sáng đẹp lắm đó, kiểu nó sáng đẹp đó. Rồi. Hơi nhỏ lại. Ốm mà này mua bông bự quá. Cái bộ đồ này là như là em của chị Ngọc Ba bạn được. Ừ, ha, cỡ nó bạn được ha. Tròn hơn Ngọc Ba. Rồi, đây này chỗ quen mà, chỗ quen của anh nên vậy đổi lại được chứ nè. Dễ đổi lắm. Rồi tiền bỏ vỏ đó luôn đi. Đúng vô bọc nó luôn á. Tiền đúng vô bọc luôn. Thôi. Chết rồi. Mà em có cái cặp ở trong kìa. Trong nào, để chỗ nào? Thôi, chỉ không có chỉ luôn. Chỉ để chỗ nào? Chỉ vô đâu? Chỉ cho anh Hai biết á, cách chỗ nào. Trời. Vậy đó, cháu em không có lấy. Đấy nè. Nãy giờ không cảm ơn ta, cảm ơn chị ta. Chị em cảm ơn chị luôn. Rất nhiều. Hết trơn ba bốn người luôn. Ba bốn người luôn. Tại chị cũng không có cho nói tên. Thôi chị cảm ơn chị được rồi. Tốt nhiều chị được đó. Cảm ơn chị không nói tên ha. Dạ. Chị Ngọc Ba cảm ơn chị không nói tên. Chị cũng cho nhiều mà, nhưng mà chị giấu có tên gì. Mình giấu tên. Tên giấu. Chỉ giống tôi mà. Rồi, vậy ra đi riêng nữa anh về anh đổi lại. Dạ. Chị xin anh qua. Hai thùng mì này chị ăn mấy tháng? Chưa có ăn, chị ăn cũng hồi lâu. Ở cổng là mới cùi rồi, chưa có ăn mới 2-3 gói gì. Ngày chị ăn mấy gói? Ngày ăn gói rồi chứ chắc sáng không à. Dạ. Ừ. Tối có ăn không? Không. Mấy người cháu nữa thì nhà mấy gói. À, chị nhỏ ăn cỡ ăn nhầm khi ăn nhầm khi không. Dạ. Chọn nhầm khi 2 gói. Dạ. Rồi em có cho ăn không nha? À, chị nó ăn được, chị nó ăn chứ có gì đâu. Rồi. Đó không cho chị nó ẩm cô nó ra ngoài, để ngoài đóng cửa lại đó nha. Chị nó nha. Ăn rồi nó đi. Chị nó ăn nước nóng tụi ổng. Ừ. Có nước trâu gì nó ăn lên. Rồi em có nấu cho nó ăn không? Không. Cô mà phải nấu cho nó ăn chứ. Trời ơi, nhưng khi nó ăn lên nè. Vậy hả? Ừ. Ở nhà rồi chị có ăn hiếp nó không? Không. Chị ăn, nó tối ngày đi học, bữa hôm qua giờ đi học á. Dạ, rồi chị có dạy cho cháu nó học không? Không, chị nó còn kêu em, chị đếm mà trốn mà. Trời, không biết không à nha. Không biết. Em biết điểm không? Điểm được không? Được. Điểm từ 1 đến 10 được không à? Không được. Rồi tới 20 nó cũng nó hay nữa kìa. Dữ vậy ta, điểm tới 20 luôn nữa hả? À, cháu chị có dạy chị điểm không? Không, không kia có. Mình chọn á. Nhỏ. Là chị điểm ha. Ừ. Từ 1 đến 10 ha. Ừ. Rồi có 20. Có 20 luôn. Ừ. Nó hay trời. Tao điểm thử coi. Bỏ tiền xuống dưới, bỏ xuống dưới hết. Tới 20 sao đâu. Điểm rồi. Ừ. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 rồi đó, nó tiếp được nữa, 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19 nằm ở đâu? Đâu 19 là tay coi 19. 20 đây nè. 20 đâu đó trời. Không được. Rồi đếm tới luôn 21. 21, 22 nè, 23, 24, 25. Đếm tay rồi chứ không làm đếm không có nói gì. 26. Tới luôn. 27, 28, 29. 30, tới luôn. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 40, 50, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 50. 60. 60. À, tới luôn. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66, 68, 68, 69, 50. 70. 70. Số 5 nó bỏ không được rồi vậy. 71. 71. Anh này. 72. 72. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 50. 80. 80. 80. 81. 81. 82. 83. 84. 85. 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90, 91, 91, rồi tính tới đâu, 92, 92, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ô, quá ta. Bữa nay đếm tới 100 vậy. Ê, bữa nay vui quá cao bản nha, đỡ ta. Thôi nó đếm được rồi. Đếm được ông cao bản ơi. Ăn đếm rồi cho anh chứ anh Thiện còn nghe rồi. Đếm nghe, đếm hay rồi đó. Nay đếm từ 1 đến 100 rồi. Từ 1 đến 100 được rồi đó. Anh vô là ta đếm từ 1 đến 200 nha. Rồi, mưa trường thì anh vô nữa, thì giờ đếm tới 100 luôn. Chó đâu. Chuyện đó chuyện nhỏ rồi. Nhỏ từ từ gần siêu qua nó đếm mà mình nó dài đếm tới 100 luôn. Kêu cháu chị đó kêu vợ chị đếm tới 100 cho nó nhìn nhuyễn á. Chứ chị đếm còn hơi dốc á. Hơi dốc chút còn. Cái số 5 qua không được. Lúc trước thì đếm tới 10 còn lắp bắp mà bây giờ đếm hốt rồi. Tới 100. Là gì ấy anh vậy? Đến nhìn anh vậy. Nhìn đâu? Nhìn em cười chứ có gì đâu. Chọc lưỡi giết rồi giờ đó. Anh đừng có cười quá, hồi ra bụng anh á. Trời. Ừ. Rồi tiên. Sốt không nha, sốt vô bột đổi độ hồi là anh Khải xách về là mà... Em đâu có để qua đây đâu. Cũng hay là em đâu để qua đây, để qua bên kia đó. Để qua bên đây nè. Ê, đâu để bên đây nè. Thôi giờ cho mượn lại 500 ngàn hả ta? Thôi không được đâu. Sao vậy? Thôi. Hết tiền uống cà phê rồi, giờ cho mượn nước uống phê. Anh ăn hết tiền. Ê. Cho mượn mà chứ đâu có... Cho mượn mà. Thì anh muốn ăn cho mượn luôn. Cho mượn về bữa trả. Chuyến sau cho trả được không? Không. Hả? Ừ, cái chuyện cho anh muốn cho. Thôi giờ không cho mượn đè giật nè. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 giật nè. Nha. Ờ, giật chơi. Giật. Giật được chơi gì đấy luôn. Giật được đấy luôn. Giật được đấy luôn hả? Ừ. Hai nói lần nào giật của chị. Chị giật cho không cho là thôi. Đến đây video khai kết thúc nha. Xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn theo dõi. Vậy xin chào ạ. Vô cút.